Đây em bổ củi nha các bác. Cái nào? Lấy ra đây. Thao cho nó khỏe. Đấy. Quê các bác còn có ai bổ củi này không? Mệt. Lì quá đấy. Lì quá này. Hả? Vậy cái cây còn sống thôi. Cái này bút chặt ra rồi. Cái tờ gươm này đấy thì sống thôi. Ôi giời, trông như làm gì. Ừ. Hết. Dựng ở kiến làm cái củi gươm đâu ạ. Cái tờ gươm mai nó sống ở chỗ đây đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bao nhiêu cây nó không lên được.
Chà Tân Dung này, thế thì đi hát của Yến Khoa. Nhanh lít vậy, vẫn còn tươi. Lâu lắm rồi Tân ạ. Nó có dầu à, có dầu. Cái nước, tôi đâu không phải gánh nước cái chị bộ. Vàng ươm. Cái bé thế này chắc không phải đúng không? Cái của bố này. Cái gì? Mặc vầy. Hả? Cái mặc vầy. Hôm nay mới cưới rồi nó lại như ngọ rồi. Sao bên này không nên căn cái đống ngoài kia nữa. Đống cũng ngoài kia này. Sao bên này. Sao mà bên được. Cái này chặt được rồi nhỉ? Chặt được rồi. Dẫn xuống rồi. Củi cánh nước.
Ui trời ơi, cuối cùng nữa ra. Ấy cái miếng này khó nhằn nhà bạn. Cái này để gió nào bạn, cái khúc này có khi à để mùa đông đến đun. Đun là sợi mùa đông. Đắp chăn sợi đông ấm. Thật là khó nhận. Ôi, khó nhận quá. Miếng thịt trâu này khó nhận. Ây xa. Ú quanh. Quanh quanh thì nó cũng ra. Hút cái miếng thịt trâu này. Một buổi vẫn không xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cắt nó cứ đủ. Cuối cùng cũng nghẹn. Trước phim Pila ui trời ui.
sáng lên bảo cơm cho. Có nước nữa cơ. Ui trời ơi nặng. Cảm ơn. Ôi, cái khúc này bao giờ mình làm cái khúc này hết à? Một con bố vào cái con này ra. Ờ. Ông mà dẻo. Cái này nó là một cái gốc to chứ không chưa để thì cắm ôi
Ôi trời, còn cái khúc này kìa. Quá. Cái khúc này biết bao giờ mới bầm xong đây. Ư ư nặng. Ra một miếng này. Bên này đây. Huh?
Nó lên nó vẫn cứ lên mà. Nhằn cái khúc này. Lâu phít. Lỏng hết bộ. Cuối ông ạ, thất nghiệp rồi. Về tránh thủ hộ quý biết đâu kể. Nhớ vợ ấy. À, vợ không nhớ, nhớ ai. Về tặng quà. Về tặng quà 20 tháng 10 mới được kể. Quà đây, đáng tặng đây. Bổ thì lâu, dọn thì chẳng mấy. Rồi cũng sắp hết. Rồi cũng sắp hết. Rồi cũng phải ra.
chết. Ui rồi. Chết. Ăn không à? Ý hư. Mấy gì nhằm nhằm. Hắn tỉnh tích nhé, hắn chẳng có tớ nữa. Cuối cùng thì cũng à, Thắng à. Không bán nên chắc mới đi quỷ vậy. Khổ kiến lập cái đá ơi, làm ốc cái khuẩy bì ơi. Cái ui trời ơi. Thêm bát nữa con. Nhìn cái khúc này cuối cùng nó cũng hết. Ừ, còn cái miếng này dài.
vài lõi. Bây giờ thấy cô ra cuối cùng thì mình cũng ra. Cuối cùng thì mày cũng phải ra. Thế nên lát ăn mắc không? Hàng ăn đúng không? Ăn. Có cho ăn, có nặng ăn. Em có đến không đấy? Sao mình ngắm? Có sắp chụp xúc không? Hả? Cuối cùng thì cũng kết thúc. Mệt. Ui giời. Hả? Còn có 3 quả hồng. Có quả trên chỗ cây kìa. Trong cái cây vải kìa. Cái cành cong cong vào cây vải kìa. Một quả trên này. Kìa, kia một quả, trong kia một quả, đây có quả nữa mày. Kìa, đâu? Thế còn 4 quả. Ờ, kia quả nữa. Kìa, trên ngọn kia có một quả, xong một cành, một cái cành vào kìa. Ồ, nhờ. Ủa, thế mày. Mày lên cái này. Bình ngủng. Cây bên kia vẫn còn á. Ừ, cây bên kia còn một quả. Ui hồi. Cuối. À, chặt cái bông chuối về. Dao đâu? À, cầm con dao đây để bố chặt bông chuối về. Ui hời, chuối đổ. Ui ơi, chuối già rồi. Này, cầm con dao. Cầm dao phát này. Ôi, chuối già rồi, nứt rồi. Chuối chi già luôn. Ui trời ơi. Ui. Chuối ngon không các bác? Ui trời. À, chuối sắp chín rồi, nứt rồi. Nứt luôn. Đấy, chuối già luôn. Ui trời ơi, củi. Mệt. Mệt quá luôn. Thành quả cả buổi chiều được các bạn này cụi các bạn. Bây giờ mệt quá. Đang nghỉ. Còn một khúc, hai khúc, khúc này nữa. Còn mấy khúc to to này, bé bé ai nữa. Trời. Lười. Mệt quá trời luôn.